tin VOA Express, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Trà My kính chào quý vị. Đại sứ Việt Nam đề nghị Mỹ bảo vệ cộng đồng Việt trước tình trạng kỳ thị người gốc Á. Báo Phụ Nữ Online bị đình bản. Việt Nam xem Hồng Kông là việc nội bộ của Trung Quốc. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Việt Nam ngày 28 tháng 5 tuyên bố luôn ủng hộ chính sách một quốc gia hai chế độ của Trung Quốc, cũng như coi Hồng Kông là chuyện nội bộ của Bắc Kinh, trong bối cảnh Quốc hội Trung Quốc thông qua quyết định về việc trực tiếp ban hành luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông. Việt Nam quan tâm và theo dõi tình hình Hồng Kông, Phó Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt nói trong cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội và rằng Việt Nam tôn trọng, ủng hộ chính sách một nước hai chế độ của Trung Quốc. Quốc hội Trung Quốc hôm 28 tháng 5 chấp thuận việc trực tiếp ban hành luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông nhằm ngăn chặn và trừng phạt tội ly khai, lật đổ chính quyền, khủng bố, cũng như hoạt động của các lực lượng bên ngoài can thiệp vào vấn đề Hồng Kông. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đang chuẩn bị đáp lại loan báo của Bắc Kinh về luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông. Hồng Kông được trả lại cho Bắc Kinh vào năm 97 theo thể thức một quốc gia hai hệ thống. Qua đó, thành phố này có những quyền tự do rộng rãi chưa hề thấy tại Hoa Lục. Những người phản đối luật an ninh quốc gia cho rằng đây là một bước tiến nữa làm xói mòn sự tự trị và các quyền tự do tại Hồng Kông. Một nhà ngoại giao Hoa Kỳ vừa gặp gia đình của các thành viên nhóm hiến pháp để tìm hiểu về cáo buộc rằng họ bị công an đánh đập trong trại giam ở thành phố Hồ Chí Minh trước khi vụ án phá rối an ninh được đưa ra xét xử. Bà Huỳnh Thị Kim Nga, vợ của nhà hoạt động Ngô Văn Dũng, cho biết trong cuộc gặp với nhân viên ngoại giao của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, bà có trình bày việc ông Dũng bị đánh và cùng chân trong trại giam. Voa đã liên lạc với cơ quan an ninh điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh ở số 4 Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh để tìm hiểu thêm về cáo buộc này nhưng chưa được phản hồi. Nhà hoạt động Ngô Văn Dũng, Lê Quý Lộc cùng với 6 thành viên khác của nhóm hiến pháp bị bắt giam từ tháng 9 2018 với cáo buộc phá rối an ninh do tham gia vào tổ chức các cuộc biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau 2 lần trì hoãn, vụ án cho tới nay vẫn chưa được xét xử. Bà Nga cho biết phía Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm về vụ án này và nói rằng đại diện của họ sẽ xin phép chính quyền Việt Nam dự kháng phiên tòa sắp tới. Theo nhà hoạt động tôn giáo Võ Ngọc Lục ở Buôn Ma Thuột, người cũng tham dự cuộc gặp với nhà ngoại giao Mỹ, thì ngoài việc tìm hiểu về việc các thành viên nhóm hiến pháp bị đánh, đại diện của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ còn hỏi thêm về tình hình sinh hoạt tôn giáo, trong đó có chùa Phước Bửu, các hệ phái Tin Lành, nhất là Mennonite. Báo Phụ Nữ Online vừa bị đình bản một tháng, bị phạt 55 triệu đồng vì đăng loạt bài điều tra đất nóng, Sun Group, ông trời không từ trên cao. Trong đó phản ánh những khuất tất tại dự án Tam Đảo 2 của Sun Group, một tập đoàn kinh doanh về du lịch và giải trí, làm chủ các dự án trị giá hàng trăm triệu đô la ở nhiều tỉnh thành Việt Nam. Truyền thông nhà nước trích quyết định hôm 28 tháng 5 của Cục Báo chí rằng loạt bài về Sun Group từ ngày 23 tháng 9 tới 26 tháng 10 năm ngoái đưa thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, tập đoàn tư nhân Sun Group và Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng khiếu nại lên Bộ Thông tin Truyền thông về loạt bài của báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Báo Phụ Nữ giải bày trên Facebook và trên báo in hôm 29 tháng 5 rằng trong các số báo từ ngày 23 tháng 9 2019 tới ngày 4 tháng 11 2019, báo đã công bố các bài phản ánh và điều tra về những dấu hiệu sai phạm tại các dự án của tập đoàn Sun Group ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà, Núi Chúa ở Đà Nẵng và vườn quốc gia Tam Đảo ở Vĩnh Phúc. Hôm 29 tháng 5, trên trang Facebook của Phụ Nữ Online, rất nhiều độc giả bày tỏ đồng tình về loạt bài điều tra bảo vệ môi trường phanh phui sự thật, đồng thời ca ngợi dũng khí của nhóm phóng viên điều tra của báo Phụ Nữ. Đại sứ Việt Nam vừa bày tỏ quan ngại về sự gia tăng kỳ thị người gốc Á gồm cả người Việt Nam tại Mỹ liên quan tới nguồn gốc xuất xứ của đại dịch COVID và đề nghị chính phủ Mỹ có biện pháp bảo đảm an toàn cho người Việt tại đây. Đại sứ Hà Kim Ngọc bày tỏ điều này trong cuộc điện đàm với dân biểu Ami Bera, Chủ tịch Tiểu ban Châu Á-Thái Bình Dương và chống phổ biến vũ khí hạt nhân thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ. Kể từ khi bùng phát dịch từ Vũ Hán của Trung Quốc, người gốc Á trở thành mục tiêu của những vụ tấn công trên các phương tiện truyền thông và trong cả các tuyên bố của các chính trị gia, cũng như trên mạng xã hội, theo tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch. Tới cuối tháng 4, một liên minh các nhóm hoạt động người Mỹ gốc Á cho biết đã nhận được gần 1.500 báo cáo về các vụ kỳ thị và tấn công thân thể nhắm vào người gốc Á.
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cho biết, trong cuộc điện đàm với dân biểu Berra, đại sứ Ngọc đề nghị Quốc hội Mỹ và chính quyền cũng như các cơ quan sở tại có biện pháp hữu hiệu bảo đảm an ninh, an toàn cho cộng đồng người Việt tại Mỹ. Dân biểu Berra cho đại sứ Việt Nam tại Washington biết, ông phản đối những hành vi kỳ thị chủng tộc và sẽ lưu tâm tới vấn đề này. COVID-19 nguy hiểm đến mức nào? 80% trường hợp là nhẹ. Những người trẻ và khỏe mạnh có nguy cơ thấp. Người cao tuổi và người đang có bệnh nặng có nguy cơ tử vong. Nếu bị ho, sốt và khó thở, hãy liên hệ với bác sĩ ngay và tránh xa những người khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web Tổ chức Y tế Thế giới www.who.int, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh www.cdc.gov. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Sài Gòn sau thời gian nới lỏng giãn cách xã hội vì dịch corona, nay đã cho mở cửa dần các hoạt động mua bán ở các khu phố vốn nổi tiếng đông khách nước ngoài như khu Bùi Viện, khu Lê Thánh Tôn, Thái Văn Lung. Song hiện tại vẫn chưa thể trở lại như trước, bà Hai kể. Khách nước ngoài giờ đâu có còn ai nữa đâu, đâu còn ai nữa đâu, đâu còn ai đi giờ hả? Không còn ai mà để lợi tới xe bánh chị mua hết trơn. Hồi trước mình thấy mình còn mời mọc, bây giờ mình thấy mình cũng hơi sợ sợ. Có khách du lịch bán thì mình ngon hơn, bán được nhiều hơn. Hơn xíu nữa thì không có khách du lịch thì mình bán ít lại. Nói chung là có nước ngoài là họ ghé họ mua đó. Nhưng mà từ hồi mà dịch tới giờ thì không có ai hết, không có ai hết. Việt Nam vẫn chưa mở lại những chuyến bay dành cho khách du lịch đến từ nước ngoài. Chính điều này đã khiến những con phố vốn dành cho du khách ngoại quốc khi đến Sài Gòn hiện tại tuy được phép hoạt động, song người kinh doanh vẫn còn dè dặt. Bà Lợi, một người bán hàng, chia sẻ. Mà mở cửa cũng mừng nhưng mà cũng sợ lây dịch cho mình nó sao, lây bệnh nó sao, đúng không? Cũng sợ thứ mồ luôn, nghe nói thôi chứ. Chừng nào nó qua thì mình mừng, nhưng mà qua đợt này chắc cũng không ấy lắm con ơi, không biết sao. Cái mùa dịch này bệnh ai cũng không có tiền, ai cũng thất nghiệp giống mình đây thôi. Rồi nó qua chơi, ai đâu có tiền đi du lịch, đúng không? Ai đâu có tiền đâu đi. Nói vậy chứ trên đường phố Sài Gòn hiện tại, người ta vẫn bắt gặp nhiều người ngoại quốc. Theo lời kể của những người chuyên bán hàng ở các khu phố dành cho khách ngoại quốc như bà Lợi, bà Hai, thì đây là những người sinh sống ngay tại Sài Gòn, hệt cư dân địa phương. Nói chung là cũng có nhiều cái số người nước ngoài, người ta họ dân cư ở đây luôn. Giống như là người Nhật nè, rồi cũng có nhiều người nước ngoài dân cư ở đây luôn chứ bộ. Sài Gòn đang nới lỏng ngày càng nhiều hơn về giãn cách xã hội để ngừa dịch corona. Song trong mở cửa du lịch dành cho khách nước ngoài thì vẫn còn rất thận trọng. Ngay cả người Việt hồi hương cũng bắt buộc phải cách ly tập trung trong 14 ngày thì nói chi đến khách du lịch. Sau thời gian căng thẳng với yêu cầu nghiêm ngặt trong cách ly, giờ thì việc giãn cách xã hội được nới lỏng ngày càng nhiều. Trong đó có việc chính phủ Việt Nam tổ chức những chuyến bay đón người Việt hồi hương. Ông Tính, người dân sống ở khu dân cư gần phi trường Tân Sơn Nhất kể. Những người ở nước ngoài về là họ phải đo thân nhiệt cách ly. Thì cách ly trong vòng 14 ngày thì xét nếu mà có bệnh thì bác sĩ Việt Nam mà điều trị. Có hai khu dành cho cách ly người Việt hồi hương tại Sài Gòn, nằm ở Củ Chi và quận 12. Trong đó điểm thuộc quận 12 lại bao quanh là những nhà dân sống bằng nghề buôn bán, nên ít nhiều đưa đến tâm lý lo ngại về nguồn lây nhiễm. Lo cho sao không lo, cái bệnh ghê quá mà không lo cho rồi, nó lây lan ghê quá mà. Với tâm lý lo lắng này, nên theo ý kiến của ông Tính, mong hạn chế hồi hương. Nếu mà người nước ngoài mà nó có công chuyện gì mà cần thiết thì nên về. Còn nếu mà không cần thiết thì đừng nên về. Để cho dịch bệnh nó ổn thì mình mới về được. Mọi hoạt động xã hội gần như bình thường, nên như lời ông Tuấn, xin hết sức thận trọng.
thì có dài dài, nhưng mà Việt Nam mình phải làm sao cho nó ấy, cho nó an toàn chứ, dài dài đấy đi tùm lum rồi nó lây lan luôn. Thận trọng nguồn lây lan, vì dịch corona tiếp tục gây thương vong cho nhiều quốc gia. Đến nay, tuy Việt Nam nới lỏng giãn cách xã hội, nhưng vẫn chưa tuyên bố hết dịch, và với số lượng người Việt từ nước ngoài hồi hương cho thấy vẫn còn đó nguy cơ tái bùng phát corona tại Việt Nam. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Và ngay bây giờ là bản tin thế giới. Một trong những tướng lĩnh cao cấp nhất của Trung Quốc tuyên bố một cuộc tấn công vào Đài Loan vẫn là một giải pháp để ngăn chặn Đài Loan độc lập. Đó là lời cảnh báo của ông Li Zuocheng ngày 29 tháng 5. Tuy nhiên, ông Li Changshu, lãnh đạo cao cấp đứng hàng thứ ba của Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc nói trong cùng một sự kiện rằng những biện pháp không hòa bình là giải pháp cuối cùng. Luật năm 2005 cho phép Trung Quốc có quyền hợp pháp để có những hành động quân sự chống Đài Loan, nơi Bắc Kinh xem là một tỉnh của mình. Và Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ dùng vũ lực để đặt Đài Loan dưới quyền kiểm soát của họ. Nhưng một tuyên bố rõ ràng như thế của quân đội là điều hiếm hoi. Chính phủ Đài Loan lên án nhận định này. Đài Loan nói đe dọa chiến tranh là vi phạm luật quốc tế và rằng Đài Loan chưa bao giờ là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đài Loan là một vấn đề lãnh thổ nhạy cảm nhất của Trung Quốc. Bắc Kinh nghi ngờ Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn là một phần tử ly khai. Tình cảm của người dân Đài Loan đối với Trung Quốc trở nên thù ghét hơn kể từ khi Quốc hội Trung Quốc hôm 28 tháng 5 chấp nhận luật an ninh quốc gia áp dụng cho Hồng Kông. Trung Quốc ngày 29 tháng 5 tuyên bố sẽ có những biện pháp đáp trả cần thiết nếu Mỹ một mực can thiệp vào những vấn đề của Hồng Kông. Tổng thống Donald Trump ngày 29 tháng 5 dự kiến loan báo phản hồi về việc Trung Quốc trong tuần này xúc tiến luật an ninh tại Hồng Kông mà nhiều nhà lập pháp, nhà ngoại giao và nhà đầu tư e ngại sẽ xói mòn các quyền tự do của Hồng Kông. Phản ứng với những nỗ lực của Mỹ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về vấn đề Hồng Kông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói Hồng Kông là vấn đề nội bộ và không nước nào có quyền can thiệp. Trung Quốc và những nước khác tôn trọng công lý sẽ không cho phép Mỹ áp lực Liên Hợp Quốc vì những mục đích riêng. Ông Triệu cho biết Trung Quốc đã chính thức phản đối với đại sứ Mỹ, Anh, Canada và Úc đáp lại một tuyên bố chung của các nước này chỉ trích Bắc Kinh về luật an ninh quốc gia áp dụng cho Hồng Kông. Ngày 29 tháng 5, Liên Hiệp Châu Âu chỉ trích Trung Quốc vì ngày càng lấn lướt kiểm soát Hồng Kông và cảnh báo động thái này sẽ có ảnh hưởng lên mối quan hệ EU-Trung Quốc, nhưng không đề cập đến hành động nào chống lại đối tác thương mại quan trọng này. Chỉ trích được đưa ra sau cuộc hội thoại video giữa các bộ trưởng ngoại giao EU. Theo đó, các bộ trưởng cân nhắc giữa sự cần thiết phải có một chính sách cứng rắn hơn đối với Trung Quốc với những thiệt hại có thể xảy ra trong mối quan hệ thương mại giữa quốc gia châu Á có nền kinh tế khổng lồ với khối mậu dịch lớn nhất trên thế giới. 27 nước trong EU thường chia rẽ về cách tiếp cận Trung Quốc, nhưng việc Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông, một lãnh thổ của Trung Quốc nhưng có mức tự trị cao theo nguyên tắc một quốc gia hai hệ thống, dường như khiến EU đoàn kết lại. We express our grave concern at the steps taken by China on the 28th of May. We believe that this risk. Chúng tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về những bước đi của Trung Quốc. Nguy cơ này phá hoại nghiêm trọng nguyên tắc một quốc gia hai hệ thống và mức độ tự trị cao của đặc khu hành chính Hồng Kông. Phe đối lập bênh vực cho dân chủ Hồng Kông xem động thái này là một cuộc tấn công vào quyền tự trị của lãnh thổ và Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc rút lại luật an ninh. Ông Borrell mô tả cuộc họp ngày 29 tháng 5 như bước đầu họp bàn về chính sách với Trung Quốc và một phần là sự chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc dự trù tổ chức vào tháng 9 tại thành phố Leipzig của Đức nếu những hạn chế để chấm dứt sự lây lan của virus corona được nới lỏng. Ông Borrell mô tả Trung Quốc như là đối phương cạnh tranh, đối tác, đồng minh, đối thủ, tất cả cùng lúc. Do đó đây là mối quan hệ phức tạp, không thể sụt giảm thành một chiều duy nhất. Trong những tuần gần đây, ông Borrell buộc phải hai lần phủ nhận là văn phòng đối ngoại của EU đã nhượng bộ trước áp lực của Trung Quốc để hạ giảm giọng điệu của một báo cáo về tin giả liên hệ đến virus corona và một bài xã luận trên báo đề cập đến nguồn gốc Vũ Hán của dịch bệnh. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cuối ngày 28 tháng 5 loan báo
sẽ nới lỏng thêm những hạn chế vì virus corona, giảm các biện pháp cách ly tại thủ đô Manila sau hơn 2 tháng đóng cửa. Nhiều việc làm và hoạt động doanh thương cùng với vận tải công cộng sẽ được phép tái tục theo sắp xếp mới, nhưng giãn cách xã hội, khẩu trang và những biện pháp bảo vệ khác vẫn tiếp tục thi hành. Các lớp học vẫn đóng cửa. Ông Duterte loan báo trên truyền hình vài giờ sau khi Bộ Y tế báo cáo 539 ca lây nhiễm trong một ngày, hơn 60% xảy ra tại thủ đô. Con số này nâng tổng số các ca lên 15.588, trong đó có 921 người chết. Ông Duterte cảnh báo cuộc khủng hoảng còn lâu mới hết. Ông cho biết nên nhớ rằng cả nước vẫn còn trong tình trạng cách ly. Nhà nước có quyền kiểm soát hoạt động của các bạn nếu các bạn lây nhiễm cho dân chúng. Tranh cãi giữa Tổng thống Donald Trump và Twitter leo thang ngày 29 tháng 5 khi công ty truyền thông xã hội thực hiện bước đi chưa từng thấy là ẩn một dòng tin của Tổng thống Mỹ. Ông Trump viết trên Twitter là quân đội sẵn sàng nhập cuộc để giúp dẹp tan những cuộc biểu tình bạo động ở Minneapolis và cảnh báo những người cướp phá sẽ bị bắn. Twitter ẩn thông điệp này dưới banner ghi dòng chữ rằng dòng tin này vi phạm những quy định của Twitter về vinh danh bạo động, nhưng nói thêm, tuy nhiên, Twitter quyết định có thể vì lợi ích của công chúng nên tin nhắn này vẫn có thể tiếp cận được. Người sử dụng bấm vào banner có thể thấy dòng tin của ông Trump viết rằng khi cướp bóc bắt đầu, nổ súng bắt đầu, cảm ơn. Một nữ phát ngôn viên của Twitter nói giám đốc điều hành Jack Dorsey biết quyết định dán nhãn lên tin nhắn của ông Trump là một vi phạm. Trong lời đáp trả, Twitter cho biết công ty hành động vì lợi ích ngăn ngừa người khác bị kích động có những hành động bạo động. Hành động của Twitter diễn ra sau khi ông Trump nói ông sẽ đưa ra luật có thể bãi bỏ hoặc làm yếu đi luật bảo vệ những công ty Internet, trong đó có Twitter và Facebook. Luật đề nghị là một phần của sắc lệnh ông Trump ký chiều ngày 28 tháng 5. Ông Trump đã tấn công Twitter vì dán nhãn cảnh báo lên những dòng tin của ông trong tuần liên quan tới những tuyên bố không căn cứ về gian lận trong việc bỏ phiếu bằng đường bưu điện. Twitter để thêm một cảnh báo nhắc người đọc kiểm chứng các dòng tin này dựa trên dữ liệu. Quyết định của Twitter can thiệp vào tin nhắn của ông Trump trái ngược với Facebook. Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg nói với Fox News trong cuộc phỏng vấn đầu tuần này, tôi tin tưởng một cách mạnh mẽ là Facebook không nên là trọng tài chân lý của mọi chuyện mà người sử dụng nói trên mạng. Ông Trump và những người khác trong Đảng Cộng Hòa cho rằng các trang truyền thông xã hội kiểm duyệt những quan điểm bảo thủ. Sáng ngày 29 tháng 5, ông Trump viết trên Twitter rằng Twitter không làm gì với những lời nói dối và tuyên truyền của Trung Quốc hay của cánh tả cực đoan của Đảng Dân Chủ. Họ nhắm vào Đảng Cộng Hòa, phe bảo thủ và Tổng thống Mỹ. Quốc hội nên thu hồi mục 230. Cho tới lúc đó, mọi chuyện sẽ được quy định. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 5, nhà Việt Nam tại Virginia, nhóm Việt Tun và chương trình Tinh Hoa Nước Việt đã phối hợp thực hiện chương trình cung cấp 200 suất ăn trưa miễn phí cho các nhân viên y tế tại các bệnh viện và các trung tâm chăm sóc sức khỏe ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington. Hoạt động này thể hiện sự tri ân của cộng đồng đối với những người đang làm việc nơi tuyến đầu, đối mặt với những nguy cơ rất lớn về mặt sức khỏe trong đại dịch COVID-19 hiện nay. Trong cái giai đoạn này thì chúng ta đều tri ân những người đang đứng ở tuyến đầu, đó là những người trong bệnh viện, những người giúp ở các nơi kiểm tra sức khỏe về COVID. Cho nên bạn bè và cộng đồng đây mới nghĩ đến cái việc đóng góp một chút xíu nào đó bằng cách là những cái phần ăn mang tới để bày tỏ một cái sự khích lệ, một cái sự cảm ơn tới tất cả những người đã ở đây. Và chúng tôi cũng sẽ có những cái chương trình đi ở những cái nơi khác nữa. Tất cả 200 phần ăn miễn phí này được nhà Việt Nam phối hợp với các tổ chức và nhà hàng Việt thực hiện. Đây là những phần ăn thuần Việt với những món ăn phổ biến và được nhiều người ưa thích như cơm chiên và chả giò chay hoặc mặn, tùy theo đề nghị trước của các trung tâm y tế và khoa khám bệnh khác nhau thuộc các bệnh viện. Những nhà hàng phục vụ cung cấp các phần ăn đều phải có giấy phép và đáp ứng đầy đủ những tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm. Có những cái điều kiện mà không phải food từ ở đâu họ cũng đều được nhận. Food phải là do những cái người mà có license từ nhà hàng mang tới và phải contact với lại những nhân viên trong bệnh viện cũng giống như từng cái department để mình biết được là ngày hôm đó có bao nhiêu người. Dự kiến thì chương trình cung cấp những phần ăn trưa cho các nhân viên y tế tại các bệnh viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe ở khu vực thủ đô Washington này sẽ được tiếp tục thực hiện cho tới ít nhất đến hết tháng 6
với sự chung tay của các cá nhân, tổ chức khác nhau trong cộng đồng người gốc Việt và cả các nhà hàng. Những suất ăn trưa tuy nhỏ nhưng mang tình cảm lớn, thể hiện lòng tri ân và sự san sẻ gánh vác từ cộng đồng người Việt tị nạn đối với đất nước cừu mang họ. Đây là một cuộc họp trực tuyến của một tổ chức sinh viên có tên gọi UChicago for Fair Tuition. Họ đang đòi được hoàn lại một nửa số tiền học cho kỳ học mùa xuân bởi họ cho rằng những lớp học trực tuyến không thể nào so được với việc tới lớp học bình thường. Tôi học ngành mỹ thuật số và tôi không thể tới studio cũng như sử dụng hệ thống cơ sở vật chất mỹ thuật được nữa. Luận văn tốt nghiệp của tôi cũng bị hủy. Hơn 2.000 sinh viên đã ký vào thỉnh nguyện thư. Hồi đầu tháng 5, một số đã từ chối trả tiền học cho tới khi lãnh đạo trường đại học lắng nghe nguyện vọng của họ. Phía trường đại học cho biết sẽ không tăng học phí và gợi ý những sinh viên không có khả năng trả tiền học có thể làm đơn xin hỗ trợ hoặc xin hoãn nộp tiền. Phía sinh viên cho biết trường đại học Chicago, một trong những ngôi trường giàu có nhất cả nước, có khả năng hoàn trả học phí. Tổng cộng trường phải bỏ ra không quá 85 triệu. Nghe thì có vẻ to, nhưng thực ra nó chỉ là một phần rất nhỏ của số tiền đóng góp mà trường nhận được, vốn hơn 8 tỷ đô. Trên khắp nước Mỹ, sinh viên của hàng chục trường đại học đăng ký thỉnh nguyện thư và đệ đơn kiện tập thể. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng khả năng thắng kiện là rất thấp. Phần lớn các cơ sở giáo dục sống trong tình trạng giật gấu vá vai, học phí đóng vai trò quan trọng. Đơn giản là không tồn tại một ngân khoản tiết kiệm và từ đó có thể nói, ô em sẽ nhận lại được 20% học phí. Đại học Harvard có thể làm như vậy nếu họ rút một khoản lớn từ số tiền cựu sinh viên đóng góp. Tuy nhiên, phần lớn các trường đều không nhận được nhiều tiền từ khoản này và họ sống năm này qua năm khác nhờ vào tiền học phí thu của sinh viên. Ông Furman cho biết các chi phí duy trì trường thực tế đã tăng trong mùa dịch. The institutions have had to buy technology upgrades. Các trường đã phải nâng cấp công nghệ, họ phải thay đổi giáo trình và tất cả các hoạt động khác sang hướng làm việc từ xa. Tiền vị trí các tòa nhà thì vẫn phải trả, tiền trang thiết bị cũng vậy. Họ không thể đóng băng cả trường. Our buildings are stuffed with, are still being paid for. We haven't mothballed the campuses. Một thách thức khác đó là làm thế nào để đo sự khác biệt giữa học từ xa và trên lớp. And if a college didn't previously offer online education. Nếu trường chưa từng cung cấp các lớp học từ xa trước đây, bạn sẽ không thể biết được tiền học phí của các khóa đó ra sao. Và với phần lớn các trường có lớp học từ xa, bên cạnh các lớp học truyền thống, thì tiền học phí đều như nhau. Vậy nên, trừ những lớp bị đình chỉ, tôi nghĩ rằng sẽ rất khó để vụ kiện này thành công. Tuy nhiên, luật sư của phía học sinh không đồng ý và cho rằng các em không được tiếp cận các phòng máy tính, thư viện và những cơ sở vật chất khác. Nó là vấn đề hợp đồng, bạn hứa hẹn một loại hình giáo dục cụ thể và trường đã không giữ lời hứa. Chúng tôi không đổ lỗi cho trường, nhưng họ không thể cứ lờ đi những nghĩa vụ bắt buộc trong hợp đồng. Phía sinh viên cũng đòi hoàn trả tiền ký túc xá, tiền ăn và tiền đi lại. Luật sư của các em cho biết sẽ mất một khoảng thời giờ để vụ kiện tới được tòa. Tuy nhiên, phía sinh viên hy vọng cả hai bên sẽ có thể đạt được thỏa thuận trước khi điều đó xảy ra. Leo Kenty, 20 tuổi, xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào cuối tháng 3 sau khi từ trường đại học ở New York trở về nhà. Phần đáng sợ nhất khi đó là suy nghĩ trong đầu tôi rằng tôi sẽ làm tổn thương người khác. Hy vọng rằng những người mà tôi đã tiếp xúc, cụ thể là gia đình tôi, tất cả đều ổn. Leo sống cùng bố mẹ và ba anh chị em ở thủ đô Washington. Anh tự cách ly trong phòng, nhưng mẹ anh, một y tá, cũng bị nhiễm virus corona vào tháng 4. Tất cả chúng tôi đều cách ly trong nhà trong 2 tuần. Đó là khoảng 4 tuần. Tất cả chúng tôi ở trong nhà suốt thời gian đó, trong các khu vực cách ly khác nhau. Michelle chắc chắn rằng bà không bị lây từ con trai. Sau khi Leo hồi phục và xét nghiệm âm tính vào giữa tháng 4, anh đã hiến huyết tương của mình mà các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ sử dụng để ngăn ngừa và điều trị các ca nhiễm COVID-19. Có vẻ như ích kỷ nếu tôi không làm vậy. Nếu có bất kỳ khả năng nào giúp đỡ ai khác thì đó là việc mình phải làm. Các kháng thể của những người phục hồi từ COVID-19 là một liệu pháp tiềm năng khi được truyền cho những bệnh nhân đang chiến đấu với căn bệnh này, theo bác sĩ Arturo Casadevall, Thủ trưởng Y tế Công cộng Đại học Johns Hopkins. Trong tất cả các dịch bệnh trong quá khứ kể từ những năm 1900, với đại dịch cúm 1918, dịch SARS, dịch Ebola,
các bác sĩ thường tìm cách sử dụng huyết tương vì đó là thứ có sẵn khi có người sống sót. Theo bác sĩ Casadeva, hơn 7.200 người đã được điều trị bằng huyết tương ở Mỹ kể từ đầu tháng 3. Và con số tiếp tục tăng lên, mang lại cho các nhà nghiên cứu một nhóm người nhận lớn hơn bao giờ hết để nghiên cứu tính hiệu quả của liệu pháp này. Đối với gia đình Candy, họ rất vui khi có thể giúp đỡ bằng cách hiến huyết tương của Leo. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn rằng hy vọng là cả hai chúng tôi đều bình phục và không ai khác bị bệnh. Cochrane nói rằng bà muốn biết xem có ai khác trong gia đình bà có kháng thể để họ có thể hiến huyết tương cho nghiên cứu hay không. Michael Sikorsky chuẩn bị làm nên lịch sử. Anh là sinh viên y khoa thứ 7 được tiêm một mũi vaccine thử nghiệm chống COVID-19. Tôi cảm thấy có trách nhiệm và nghĩa vụ như một người trẻ khỏe mạnh, đủ điều kiện để tham gia thử nghiệm lâm sàng trong giai đoạn đầu này. Sikorsky cùng với 360 người khác đang cùng tham gia giai đoạn đầu tiên của cuộc thử nghiệm lâm sàng vaccine từ công ty Pfizer và đối tác phía Đức là BioNTech tiến hành. Công ty này đang đồng thời thử nghiệm 4 loại vaccine, sử dụng một loại phương pháp có tên là mRNA. Loại vaccine này đưa vào cơ thể một phần nhỏ của đoạn gen virus thông qua RNA. Cơ thể người sẽ nhận diện đây là protein ngoại lai và sẽ sản sinh kháng thể để đối phó. Giờ cơ thể con người đã sẵn sàng, nó có ký ức, và ngay khi virus tấn công cơ thể, chúng ta sẽ phản ứng nhanh chóng để đánh chặn. Thách thức đối với Pfizer là kéo dài tuổi thọ của kháng thể trong các tế bào. Rất nhiều công ty dược đang chạy đua để trở thành người đầu tiên đánh bại được virus. Moderna, một công ty của Mỹ cùng với Viện Y tế Quốc gia, đang sử dụng phương pháp mRNA trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng bắt đầu từ tháng trước. Inovio cũng đã khởi động các nỗ lực của mình với phương pháp DNA. BioNTech, Pfizer bắt đầu thử nghiệm từ ngày 5 tháng 5, trong khi công ty CanSino Biologics của Trung Quốc đang vượt lên dẫn đầu với giai đoạn 2 của cuộc thử nghiệm lâm sàng. Đại học Oxford của Anh hồi tháng trước cũng gia nhập cuộc đua, và các nhà nghiên cứu của Vũ Hán và Bắc Kinh cũng đang sử dụng các biện pháp thử nghiệm lâm sàng truyền thống, tiêm virus bất hoạt vào cơ thể. Các chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ dự đoán một loại vaccine hiệu quả sẽ ra mắt trước tháng 10. Thách thức ở đây là làm thế nào đẩy mạnh tiến độ sản xuất để vaccine tới tay người dân. Trong khi đó, những người tham gia cuộc thử nghiệm như Sikorsky đang được theo dõi để đánh giá mức độ an toàn của vaccine. Mỗi tối lúc 9 giờ, tôi nhận được một lời nhắc trên điện thoại, hãy hoàn thành nhật ký an toàn. Thế là tôi lấy nhiệt kế mà họ phát cho để đo thân nhiệt. Sau đó tôi trả lời một loạt câu hỏi, trong đó bao gồm liệu tôi có bị đau, sốt, phù nề hay là không. Nếu suôn sẻ, một loại vaccine chống corona sẽ được trình làng vào cuối năm nay, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong việc sản xuất vaccine. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiengviet.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt, hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube, sau khi nhấn đăng ký, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Để đóng góp hình ảnh, video hay bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ VOA, bạn làm báo avong@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.